phẩm là cái tiệm phẩm mình cũng ăn quen thuộc. Để giới thiệu cho mọi người từ từ nha, đây khách sạn Liberty là xưa là rạp Vinh Quang bên trái, bên trái đó, vậy thôi cái trên đó, vô cái hẻm nhỏ cái chú đó đang nha, đang đấy đó, hẻm nhỏ xíu đó. Nhỏ đi vô nha mọi người. Bún mọc của chú ở đây cũng rất là ngon nha. Được không nè? Bún ở đây cũng rất là nổi tiếng nha. Đó, vô đây, đây mình có một cái quán bar mình mới mở lại chưa. Bar nè, ra anh có hai uống rượu vang nè, trước mặt em á. Đó, Ali nè, chắc là chưa mở lại đâu. Đây là Phở Minh, tên phải của mình. Đậu xét lên, từ từ đậu xét lên nè. Xét đây, 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 đây. Cho xe đạp anh mở chưa nè, dưới kia luôn hả? Dạ ok, chưa mấy giờ mới có 10 phút nữa không? 20 phút nữa hả? Chờ ok. Bắc Minh đúng không? Con hả? Con hay hả? À con gái Bắc Minh đó. Bác tên là gì bác? Con đang quay nè. Con quay chào bác. Đó là bác mọi người, chính thức là nó là con gái của bác Minh. Cô Sáu. Cô Sáu cũ cho mọi người đây nè. Có địa chỉ là 63/6 Baxter quận 1. 0838220345. Đó. Mình có thể đặt trên Grab, đặt ở trên cái mạng thức ăn á. Tí nữa chị Dung ra nói chuyện mọi người, giờ chỉ đang nói răng để mặt mọi người. Đó. Tương chúng ta có tương đen, tương đỏ, có ớt, có chanh nè. Nói chung cũng giống như những tiệm phở khác. Nhưng mà bí quyết tại sao nó ngon thì chắc là tới đây ăn thôi, chứ mọi người cũng không học được bí quyết đâu. Tại học được bí quyết thì chắc là khó lắm nha mọi người. Ok bây giờ con chờ bác nấu con hai tô phở con ăn nè. Vâng. Ăn phở thì cứ quên ăn cái rau này, rau này rất là ngon. Cái này nãy rau om hả anh? Đây là rau om. Hình như là miền Bắc ăn này. Nhưng mà trong Nam mà em thích ăn cái này lắm. Canh chua hơn đúng không? Rau đắng. Nhưng mà ngon lắm. Cái này là canh rau này ăn cháo cá lóc ngon. Ờ nhưng mà ngon. Đây là rau ngò gai nè. Ngò gai, cái này là rau thơm. Nhưng mà Phúc hay ăn phở Minh ngon là ăn cái rau này ngon. Vâng. Ở đây còn có đít chanh, cà phê sữa đá, da ua, đồ nổi tiếng nữa rồi. Bây giờ thì mình sẽ còn mình chờ bác. Sau khi bác thắp nhang xong bác sẽ qua bác làm cho mình ăn đồ phở mọi người. Tiếp tục tâm sự với anh Lan. Anh Lan, tới bây giờ là 42 hết năm rồi, tới giờ bao nhiêu năm ta? 1942 đúng không? 1942 năm này là 80 năm. 80 năm á? Vì chúng ta phải kỷ niệm thôi, chúng ta phải làm cái event. Làm cái event 80 năm. Ai tới ăn vào đúng cái ngày thành lập tiệm phở 2022, 80 năm sẽ được anh Lam hát cho nghe bài. Ủa có ngày nào có biết ngày chưa? Ngày thành lập không biết nhớ không? Anh nhớ cái năm chưa, thôi. Chỉ nhớ năm thôi. Anh gán nhớ cái ngày đi cho nó vui. Đúng không? Ngày để chị Dương đăng Facebook. Đó, mọi người thấy đơn sơ nè. Họ nhìn không? Kiểu vậy. Nhưng mà rất ngon. Em ăn rồi là em ghiền, và cái vị em không bao giờ em quên được. Lên mấy cái tạp chí Heritage của cái tạp chí mà di sản á, trên sân máy bay á. Các cái bạn vlogger, KOL, các bạn mà YouTube của thế giới ăn uống qua đội bay đây luôn. Nổi tiếng. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ ăn và sẽ cảm nhận thêm. Thấy chưa? Một mặt đơn sơ, nhìn cảm cúng ha. Ok. Chưa lập gia đình luôn á. Đúng rồi. À, rồi bây giờ đến là có gia đình. Lúc em mới quen vợ em thôi. Đúng rồi, mới quen á. Xong thì vợ em mới vợ em đầu nhà bên kia, vợ em hay ăn ở đây từ nhỏ lớn. Cái xong cái ăn xong rồi gia đình. Yêu nhau 9 năm nha. Xong rồi lập gia đình 14 năm rồi, tới giờ là 23 năm. Đúng rồi, hai đứa con. Đây mà vẫn ngon như ngày đầu. Cái vị nó không có khác đâu, không có tìm được. Như đi ăn những cái mỗi một cái tiệm ở phở ở ngồi ghế thì cho thấp. Mỗi một cái tiệm phở ở Sài Gòn, ở Việt Nam mình nó sẽ có một cái hương vị khác nhau. Nhưng mà khi mà Phúc ăn phở ở Phở Minh á, thì đó, 20 mấy năm, 23 năm, 24 năm ăn cái vị nó vẫn ngon như vậy mọi người. Không biết tại sao luôn. Thì bác rồi mọi người nấu á, nó theo cái giống như kiểu như có cái bí quyết gia truyền á, của mỗi nơi. Cho nên lát nữa sẽ cho thầy Thọ ăn thử cho thầy cảm nhận nha. Yeah. Rồi, chào các em. Đây mọi người, người phụ nữ quyền lực mama tổng quản của Phở Minh đã bước ra. Hồi xưa bác bán phở là lưng thẳng lắm nha, càng ngày bác lưng còng nha, chắc là đứng đếm tiền hay sao á. Không bán. Thì bán. Đây không mà đếm nhiều. Đó, thấy thịt ngon mọi người. Vè bắp thịt.
bác lấy mối thịt cũng rất là tươi ngon. Đó. Dạ, hai tô cẩm cho em. Rồi tí nữa thì Thoại là một tô đem về đúng không? Dạ. À, Thoại một tô, em một, em là ba tô, là bốn tô đem về. Bình thường thôi, bốn tô đem về thì bình thường. Dạ. Tô của con ít bánh đó nha bác. Các bạn ở đây biết bánh không? Dạ. Cả hai tô đều ít bánh. Hai tô để ít bánh. Hai thằng tập gym nên là ít ăn tinh bột à. Rồi. Máy quay vẫn đang quay cận bác nha. Nữ diễn viên điện ảnh Hollywood của chúng ta. Thế tiếc quá. Con quay hoài đó, lần nào ra tiệm phở con cũng quay review đó. Đông lắm phải, thấy nó đông. Đã cái vèo là hết. Em ra chừng 9 giờ là thấy hết. Em 9 giờ, sạch nhanh. Các chị bác buổi sáng thấy không? Không ăn buổi chiều. Sáng ăn sáng. Nhân viên khách sạn, những người 15 chung ở đây là có thể khác tới đây thôi. Xe hơi thì mình có thể đậu ở bên Sài Gòn Center, xong mình đi bộ qua, chứ ở ngoài đây đậu đậu không được. Xe máy thì vô đây mình đậu 5.000 một chiếc. Giá ơ đồ. Làm cho em bình trà nóng luôn nha anh Lâm. Không giống những nơi khác ha. Không. Còn đủ hai tô xương em về không? Dạ. Không. Không. Cái nước ở đây rất là béo nè. Dạ. Béo và nó thơm, nó thanh. Nó thanh, thanh với lại làm cảm nhận được rõ mùi bò. Nhưng mà nó không quá mùi phở. Dạ, nó bị quá mùi cái mùi cái nó. Bình thường thì em sẽ ăn một miếng phở, một miếng bánh phở xong hút thêm miếng nước. Chứ không ăn riêng một cái hàng. Ngon đúng không? Ngon. Ăn điểm trên 10 cho mấy điểm? 8 điểm. Ok. Rồi, cảm ơn thầy. Thầy cho 8 điểm nha bác. Ok. Tranh thủ kêu gọi mọi người nhớ like, share và subscribe kênh YouTube MC Dương Hồng Phúc nha mọi người nha. Bye bye.